Và thưa quý vị, quốc gia nào thì cũng mong sẽ sớm có những liều vaccine để có thể tiêm chủng cho người dân và cũng là một trong những cái cách thức để giúp cho chúng ta có thể vực lại nền kinh tế sau khi mà dịch Covid-19 đi qua. Bởi khi có vaccine rồi thì có lẽ là người dân cũng sẽ cảm thấy là yên tâm hơn sau khi mà chúng ta cũng đã được tiêm chủng. Tuy nhiên thì vào ngày 11 tháng 4, nhiều tờ báo cũng đã đưa tin là Trung Giám đốc của Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc Cao Phúc cho rằng vaccine ngừa COVID-19 của nước này không có hiệu quả quá cao và đề ra hai phương án để có thể khắc phục. Tuy nhiên một ngày sau đó thì ông này cũng đã giải thích rõ ràng hơn về thông tin này ông cao phúc giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh trung quốc cho rằng truyền thông đã có sự nhầm lẫn khi ông đang đề xuất một phương thức tiêm chủng hiệu quả thành vaccine của nước này kém hiệu quả theo ông hiệu quả của vaccine cao hay thấp được chứng minh qua những số liệu trên toàn cầu khi các nhà khoa học thảo luận về tỷ lệ bảo vệ của vaccine ông chỉ đề xuất rằng có thể pha trộn các loại vaccine khác nhau và điều chỉnh số liều tiêm để tăng hiệu quả Tổ chức Y tế Thế giới yêu cầu hiệu quả của vaccine cần đạt từ 50% trở lên mới đủ điều kiện cấp phép. Theo các nhà nghiên cứu ở Brazil, hiệu quả ngừa bệnh của vaccine Sinovac, một loại vaccine do Trung Quốc phát triển, được biết đang khá thấp, chỉ ở mức 50,4%. Để so sánh, hiệu quả ngăn ngừa của vaccine Pfizer là 97%. Trung Quốc tới nay cũng chưa phê chuẩn bất kỳ loại vaccine nước ngoài nào để tiêm cho người dân trong nước.